Xin chào ông bà cô chú. Bây giờ ông bà nội Bon đang lên máy bay và đang gọi điện vào video cho Bon. You can just stand up. Momo Papa đang qua với Bon nè. Is he happy about that? Vinh ơi, Vinh mới vô ngủ dậy tóc tai bù xù á. Chưa tỉnh ngủ mà dắt em đi cà phê rồi. Con Vi không có gì ăn hả con? Con Vi không có gì ăn hả con? Nước mì. Không, dễ quá. Vitamin cho họ vào ruột ạ. Cái phê kia phải đẹp trai chứ sao lại mùm mùm như thế kia. Cười à. Cười à. Xin chào ông bà cô chú anh chị. Xin chào mọi người. Vì yêu chú, mình sẽ chào ông bà cô chú đi. Bon đang giận hờn bố lúc nãy á, bắt Bon cởi mặc đồ đi đi bởi tại vì bây giờ nhà Thúy đi chuẩn bị đi. À quên chưa? Em Moon xin chào em Moon. Moon. Xin chào. Xin chào. Moon không xin chào à? Ôi. Xin chào. Xin chào nha. Thế bye bye đi. Bye bye. Em Moon mới ngủ dậy luôn. Bây giờ Thúy, Yuri và hai em bé sẽ đi ra chợ chợ gần đây gọi là chợ Bắc Mỹ An ở quận Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng. Nhà Thúy sẽ ra đó để tìm mua quà tặng bố mẹ chồng ngày mai, bố mẹ chồng và bố đỡ đầu cũng như là em họ ngày mai sẽ đến Đà Nẵng thì nhà Thúy sẽ ra đón và tặng quà cho mọi người. Tặng quà để chào mừng đến với Việt Nam, lần đầu của mọi người đến với Việt Nam. Em muốn sợ mẹ đi à, tại vì nãy giờ là Thúy mang cái đai này rồi nên em muốn biết là mẹ sắp đi cho nên nãy giờ cứ ở đây. Sợ mẹ bỏ Moon ở nhà. Sợ mẹ bỏ Moon ở nhà nào. Xuống ai mà dám bỏ cục vàng. À, mời cả nhà cùng đi với nhà Thúy đi mua quà cho bố mẹ. Sim card cho bố mẹ nữa để sim khi mà mọi người qua đây có thể dùng được mạng mạng 3G, 4G gì đấy. Đây là cái chợ mà hồi xưa thì dẫn Yuri vào ăn kem bơ. One is sing. What you can do like that? What do you want to eat? Bánh xèo. Okay. Nước, bún hả? Bún hả bánh xèo. Bún hả? Em có tiền chị. What do you eat? Em ngồi hả? Cảm ơn chị. Ha, Vivi.
mẹ không ăn đâu. Tiền. Cái gì? Nhớ có tiền của anh dưới đây mà cái gì trời. Tiền gì? Cho đổ lấy người mắt đẹp rồi. Nó có hoa cà tèo là ăn chưa ngon. Trái cây ngon không anh? Mà bánh này cũng ngon lắm cả nhà. Bánh nào cũng ngon hết, thơm giòn. Thơm giòn. Con mở ra đi. Nhìn một bánh này. A good papaya country. From if you learn papaya, so you need to be like that. Not fun for people. Yeah, I did play. I know I did play. Ăn quà. Em vào đó. Yeah, yeah. Can you go inside with me, William? Dạ, đó anh đó. Before anh hiểu video Yuri và em Bon sẽ ăn kem bơ, còn Thúy sẽ ăn kem bơ sầu riêng. Nó sẽ ngon hơn là kem bơ. Chút nữa vào trong kia mua quà tặng bố mẹ. Sao vậy? Không ăn à? Thế ăn với mẹ hả? Dạ con cảm ơn ạ. Cảm ơn chị. Đây là kem bơ sầu riêng. Yuri không ăn được sầu riêng nên chỉ gọi kem bơ sầu riêng. Còn Yuri ăn kem bơ. Ngon không anh? Ngon. Còn hồi lâu mới hẹn hò rồi thì dẫn Yuri đến đây và Yuri bị nghiền món này luôn. Thế Bon ăn với mẹ không? Ăn với mẹ không? Why? Why he upset? He not upset, just not eating. Về ở anh. Anh mà có gì với cái. You want try this? Different. Yeah, they have durian. No, thank you. Tôi để đây 200 cái bộ sáu. Con đợi đi vệ sinh. Con gì? Thì mua cái gì ta? Thì mua mực riêng với cả tôm khô. Tôm khô 600 nghìn một ký. Quần giấy nó quần như này. Dạ. Yeah. Cảm ơn gì. Có ai bán ở đây à gì? Hoa có đúng bao nhiêu? Hoa ơi. Mỏng. Thì chưa short thin. Cái này thì hơi mỏng nhưng mà vẽ hơi đẹp, còn cái này thì dày hơn này. Which one you like? Bon ơi, Bon chọn nón cho ông bà thì con chọn thế nào? Con chọn thế nào? Cái này đẹp này, cái này đẹp này. Cái này hơn. Cái này hơn à? Nón này thì bao nhiêu á chị? Tại vì cái này thì mỏng, còn cái này thì dày hơn nhưng mà nó không có vẻ gì. He like this for tourists. This is look more like authentic. Okay, so what one? Authentic. Wow, Bon cũng muốn đổi hả? Ở nhà có cái thì ngồi lên cho hư đi. Tiền bằng thẻ được đúng không? Tiền được không? Được, được. Yeah, đây ở đâu? Thì sẽ mua 5 cái, 5 người, 5 cái. Well, how many people are 5? So buy one more, if 6 because I want to wear and want to say my dumb. Từ từ đã, chưa trả tiền má ơi. Nóng quá, nóng quá, đổ hết cả mồ hôi. Dạ nhà em lấy á. Nhà em lấy 6 cái này với cả một cái nhỏ. Cái gì? Không phải cái gì. Bơi hóc bơi đúng không? À bơi. Nó muốn để phía sau lưng. Chị. À đẹp quá. Em một cái. Dạ dạ. Có mấy tuổi rồi?
con mấy tuổi rồi kìa? Ba hỏi con mấy tuổi kìa? Con mấy tuổi? Ba vui. 7 tuổi là nói tiếng Anh là sao? 3 tuổi. À 3 tuổi nói tiếng Anh sao? Con không nói tiếng Anh, con nói tiếng Phần Lan. À Phần Lan à? À 3 tuổi. Sao biết tiếng Việt rành nữa? Dạ, nó ở đây mấy tháng rồi chị. À đó à. Con đứng ngoài cho cô đi, vẫn đứng ngoài cho cô đi. Đưa nấu rồi. No. Của con à. Xin chào cả nhà, bây giờ nhà Thủy đang đi ăn bún chả Hà Nội, đang đi ăn tối. Cây đi thôi. Đi thẳng ha, đi nhanh luôn, đẩy nhanh được không? Đẩy nhanh được không? Đi là đi ăn đâu? Đi ăn chỗ này rẽ trái này. Đây là phố Tây Bùi, không phải phố Tây Bùi Viện mà phố Tây An Thượng ở Đà Nẵng. Đó, đó, với cả có món khác nữa. Cái gì? Dạ, con cảm ơn. Bún chả Hà Nội ngon quá.